mà sao ngộ á, cái chén cơm thì cơm ở trên nó không có tác động á. Mà không có bóng, nhớ nha. Mấy hồi nãy giờ phân vân nha. Tiếng gì vậy? Nghe cái cổ. Bắt đầu không? Ê! Cái nắp nó bật, bật ngược lên nha. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roman Vlog đây. Vào phần 4 lần trước, mình đã gặp một sự cố khiến cho mình phải dừng lại video ngay lúc đó. Đó chính là mình đã bị một cái chén không biết từ ở đâu ném vào cổ của mình. Cho đến bây giờ thì nhắn vào nó vẫn còn đau mọi người ạ. Thật sự sự việc đó xảy ra khiến mình rất là sợ hãi. Đầu tiên là một cái chén được ném vào trong góc tường ở những cái tấm màn đó mọi người. Chứ sau đó là cái chén vào đầu mình. Hai câu thần chú mà mình đã cầu cơ được ở ngôi chùa hoang này, nó rất là giống với lại câu vi niệm của ngạ quỷ. Và mình cũng đã có đăng một bài đăng ở trên tab cộng đồng để cho mọi người xem. Thì mình thường rất là hay đọc sách tâm linh, và mình đã vô tình đọc được ở cái đoạn đó. Mình thấy những cái ký tự được cầu cơ nó rất là giống với lại cái câu chú vi niệm đó. Đó chính là quỷ đối. Và ngay tại thời điểm này, hiện tại đã hơn 11 giờ đêm. Mình sẽ đợi đúng giờ giao thoa giữa ngày này sang ngày khác, đó chính là 12 giờ đêm. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi, mình sẽ bắt đầu cách giao tiếp với quỷ đối. Mọi người hãy cùng đón xem nhé. Anh em mình đã có mặt ở đây rồi nè mọi người ạ. Lần trước em nhớ là cái la bàn nó chỉ anh em mình vô trong đó, anh nhớ không? Thì vô trong đó anh em mình đã phát hiện được một cái lọ. Ở đó có chiếu, có gối, có quần áo. Theo như mà mình với Hùng đã suy đoán á mọi người, chiếu là của một người nè, gối thì cũng chỉ có một cái thôi, thì chắc mình nghĩ là cốt của một cái người nào đó ở trong cái hũ đó, tìm cách giao tiếp lại với linh hồn đó để xin phép là linh hồn đó có muốn anh em mình mở cái hũ đó ra hay không. Nếu như linh hồn đó muốn, anh em mình sẽ mở nha mọi người nha. Bây giờ thì bắt đầu đi là đặng nhé. À mà mình quên nữa mọi người ạ. Mình với Hùng mới ngồi tính kỹ lại. Bây giờ mình chưa xác định được là linh hồn đó có muốn cho anh em mình chạm vào trong cái vật đó hay không. Nếu như lỡ mình chạm vào đó, có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì sao? Cho nên anh em mình sẽ bắt đầu giao tiếp với lại quỷ đói. Tại sao mình lại gọi là quỷ đói mọi người? Hai lần trước mình cầu cơ thì xuất hiện ra hai dãy ký tự cực kỳ lạ, cũng như ở đầu clip mình cũng có nói đó. Thì hai cái dãy ký tự đó nó rất là giống với lại cái câu chú vi niệm của quỷ đói, ngạ quỷ á mọi người. Nhưng mà nó nằm ở thuộc quỷ đói. Quỷ đói có lên thật. Anh em mình sẽ hỏi và đi lại lấy cái hũ cốt đó ra đây. Em thấy sao vậy, ok không? Chứ giờ mình đi lại thẳng mình lấy thì mất công. Có gì ra. Ok, bắt đầu thôi. Phía trước mặt của tất cả mọi người đây, đó chính là chén cơm cúng mọi người, để mình cúng cho quỷ đói. Vì mình chưa rõ được là linh hồn đó có đúng là quỷ đói hay không. Nhưng mà sau hai dãy ký tự, trong khi hai anh em mình cầu cơ đó không, thì hai anh em mình thấy rất là giống với lại câu vi niệm của quỷ đói mọi người ạ. Mình có đặt ở phía trên một camera, ở phía dưới một camera để mình có thể quan sát được hết tổng quan từ chỗ làm nghi thức cho đến tất cả xung quanh ở trong cái khuôn viên này, xem có điều gì thay đổi hay không á mọi người. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Đầu tiên mình sẽ thắp hương lên trước. Mọi người thấy cái chén cơm không? Tại sao chén cơm lại cắm
hai chiếc đũa lên theo cái kiểu hình chữ V như vậy mọi người. Tại vì cắm như vậy đó chính là mở cửa cho linh hồn, cúng cho người chết đó mọi người. Và chén cơm này mình đã bới đủ 3 giá cơm. Với lại mọi người á, bới cơm chắc mọi người chưa biết cái điều này đâu. Là bới cơm á là nên bới 1 giá hoặc là 2 giá, chứ đừng có bới 3 giá, vì 3 giá là cơm cúng cho người chết đó mọi người. Nói vậy có nghe ra cái đó chứ không? À, mình bên đạo mà đúng không? Đâu có. Tại vì anh đọc ở trên diễn đàn nữa, để anh biết thế là vậy. Tự nhiên bên em là nó không có quan trọng cái vụ này cho lắm. Bên mình có linh hồn á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người nha. Sẽ lấy khánh lên và gõ một lần nha mọi người nha, rồi sau đó ngồi đợi thôi. Có quan sát phụ quanh không? Ui. Sao khói khói nó bốc lên ta? Có nhang quá, thấy cái gì mờ không? Lạnh người thế vậy? Anh không thấy hả? Có nhang nó bay vô mắt anh quá nè. Trời ơi. Thấy bóng luôn á. Hồi nãy giờ khói, anh đứng ở đây khói nhang nó bay vô mắt anh không thấy em ơi. Sao ngủ á, cái chén cơm thì cơm ở trên nó không có tác động á. Giờ nên lấy cái camera như nào đây? Bây giờ lấy cái camera lớn nha, hoặc lấy cái camera nhỏ đi. Khoan, để em lấy cái đèn. Gì vậy? Tự nhiên em lui lại đụng anh hết hồn không? Ý cái nắp cái bịch, bành ngược lên nha. Cái nắp ở đây nó bị bật ngược lên kìa mọi người. Trời. Cơm hôi gần nè. Tiêu. Trời ơi.
Cơm thiêu rồi. Cơm hôi hôi ghê nè mọi người. Giờ nè. Khoan, bây giờ mình lo vô trong giải quyết cái hồn cốt trước đi. Thí dụ như mà người ta báo hiệu vậy á, em hiểu không? Có nghĩa là người ta cho mình mở đó. Tại vì người ta đã lắc lên vậy rồi là người ta cho mình mở. Đi vô trong anh em vô trong mở đó coi lại gì. Từ từ nghe không? Nè em cầm cái đèn giùm anh đi. Từ từ. Cho con xin con mở lên nghe. Con xin con không có ý xấu gì hết. Con không có ý xấu gì hết. Ủa? Sao hủ trống trơn vậy? Bụi nè mọi người. Mọi người ơi. Gì? Ngó thông ngó kịp. Ôi trời, cục đen đen anh tưởng cục xương cái gì. Chìa khóa. Cái chìa khóa nè. Chìa khóa. Sao nó nằm trong một cốt anh? Mọi người coi tay mình bụi nè. Cái nắp coi. Chứng tỏ là nó đã ở đây rất là lâu rồi mọi người. Nãy tự nhiên mình nghe cái bạc. Thì vừa bạc lại luôn á mọi người ạ. Giờ lấy ra luôn cái gì. Trời ơi trời. Con gà nó vỗ cánh nó giật mình. Lấy ra luôn hay sao? Nếu mà người ta đã cho sao rồi nè. Chìa khóa. Nó cũ rồi. Nó reset luôn rồi kìa. Chìa khóa. Chìa khóa này là sao càng ngày càng khó hiểu vậy ta? Tại sao cái hũ cốt lại trống trơn? Tại sao lại có chìa khóa trong đây? Có nhiều cái bí ẩn trong đây mà anh không có dám lục. Đồ của người ta mà đâu có dám lục.